Hello bạn, chào bạn hôm nay nha Hôm nay mình chỉ bằng một cách làm sao cho một cây mắng cầu Nó thật là tốt và tuyệt vời, vời nha bạn Nó xanh và nó lớn rất là lẹ Trong những năm Cái cây này là mình chiếc được tổng cộng được 2 năm rưỡi đến 3 năm đó bạn Khoảng chừng cái đó Thì mình chiếc từ một cây mẹ ra thì nó đang nó lớn được gần ba hai năm rưỡi rồi trên hai năm rưỡi đó thì cái cây này mình chưa cái muốn cho trái nhiều đó bạn biết không khi mà làm một cây món cầu á bằng bằng trồng một cây món cầu đừng bao giờ mình ép nó có trái liền nha thì mình muốn một cây món cầu nó khỏe mạnh thì mình cứ cây món cầu nó đạt có, có, tiêu chuẩn nó mới có trái còn nếu cây món cầu bạn mua về thì nó còn yếu quá Nó còn dài dài cái bông bằng ép nó có trái thì coi như là cây bạn nó không đủ sức nữa nha thì cái cây này mình đã có trái rồi nhưng mình không muốn nó có trái nhiều mình những cái bông nó ra mình mình bớt bỏ hoặc mình không có tạo phụ phấn nhân tạo nha bạn thì mình để cho nó khỏe khi mà nó năm thứ ba rồi đó, thì nó khỏe rồi nó đủ, đủ sức rồi đó thì mình lúc đầu mình cho nó uh, tạo phấn nhân tạo nha thụ phấn nhân tạo còn trong thời gian này là mình đã uh, trồng chừng một cái cây từng ba lông nha mình chiếu qua từng ba galông rất là nhỏ và qua một cái con mẹ thì vẫn còn những cầu dai nha bạn thì mình trồng trong ba galông trước thì trong thời gian cái một năm đầu tiên á thì nó lớn lên nó lớn lên là mình chuyển qua 10 galon nha mình chuyển lần lần mà không bao giờ mà để một cái một cái galon thì một cái thùng một thùng hoài cái thùng nhỏ hoài nó không bao giờ nó đạt cái chất lượng của cái cây cầu nha các bạn nha khi cây món cầu này á, thì mình đã chuyển ba lần một lần đầu tiên mình chiết từ cơ mẹ qua thì mình làm trong vòng ba galon trước để mình di chuyển rất là dễ nhiều lúc trời lạnh thì mình đưa vô nhà nha đưa vô gara mình chứa trong gara thì mùa hè đem ra ngoài thì mình rất là là tiện lợi còn nếu bạn làm một cây một quá lớn á thì bạn cái thùng nó quá lớn đi mà cái cây quá nhỏ thì nó không có đáng nó làm cho mình cái quá cái quá dư thừa cái sức bình uh, dư thừa đất nha thì cái đầu tiên mình chiết cây thì khoảng chừng hai uh, cân rưỡi tay hai cân rưỡi tay đó rồi ba cân tay trở lại thành chiết ra mình bỏ vào một cái là thùng ba uh, cái lồng, nha thì trong thời gian chiết đó thì bạn nên uh, chiết vào mùa mùa lạnh mùa quanh sôi bạn chiếu vào mùa xuân nha chiếu vào mùa xuân thường thường bằng chiếc cây mình khuyên bạn chiếc cây vào tháng 3 tháng 2 bạn chiếc cây là cái thời gian nó rất là tốt rất là lẹ mới cái rễ nó phát triển rất là nhanh còn nếu bằng chiếc vào mùa hè đó thì nó không có đạt cái tiêu chuẩn cho cái cây nha bạn thì mình khuyên bằng chiếc một cái cây á thì mình chiếu vào tháng đầu tháng 2 bằng chiếc đi ha tháng hai bằng chiếc thì từ, từ một, tháng sau 4 năm tuần sau ra cái rễ thì bằng cắt xuống là vừa thời gian là vừa cũng còn còn mát vào tháng 3 nó vẫn còn mát. Thì đầu tháng 2 thì bằng chiếc thì 4 năm tuần sau, 6 tuần sau thì rễ nó đâm ra rồi. Nhưng mà vào giữa tháng 3 thì trời vẫn còn mát thì bằng cắt ra bằng trồng xuống cái chậu. Thì cái môi trường rất là tốt cho cây nó phát triển nha các bạn. Còn nếu mà chiếc vào tháng 7 tháng 8 thì cái trời nóng quá thì cái cây nó không có đẹp cái chất lượng lắm thì bằng cắt ra nó nóng quá nó cũng không chịu nổi. Nên mình đã khuyên bạn chiếc thì chiếu vào tháng 2 nha. Chiếu vào tháng 2. Cái cây này mình chiếu vào tháng 2 thì năm 2000 đó bạn, năm 2000 22 22, 22 cuối tháng 1 2021 là cuối tháng 1 uh, 2021 đó bạn thì nay 24 là được uh, cái này cái được 3 năm rồi đó thì nó bắt đầu nó gần hơn rưỡi 3 năm cái đó thì nó cao rất là cao rồi mình đem chiếc qua và mình chuyển qua cái chậu 10 galong sau đó cái, cái đợt cuối cùng á, thì nó đã lên rồi cái tình dành, chuyển qua năm, năm thứ ba gần năm thứ ba chuyển qua là cái thùng hai dục thì mình thấy nó phát triển rõ ràng đó, các bạn phát triển rất là nhanh đó bạn thấy giờ cái gốc nó rất là vạm vỡ và, và đất mình phải thay mỗi lần năm mình phải nhớ có thay thay đất thì nghĩ gì bạn lấy đất một đất cũ ra nửa cái thùng đất cũ ra mình thay thay thì mình thay bỏ nửa thùng đất mới còn nếu bạn không thay đất á, thì cái đất nó cũ nó sẽ bị không còn cái chất dinh dưỡng đó thì cái cây nó còn tệ hơn nữa nó không đủ sức nó phát triển nha bạn khi bạn làm thì bạn phải thay đất một nửa rồi bạn bỏ phân rồi bón bón phân cho nó rồi cho nó để nó đủ sức của nó bạn bón phân từ vào tháng 2, đầu tháng 2, tháng 3 cả đó bạn bỏ phân cho nó đồng sớm đất lên cho nó rồi bạn tưới nước đều thì cây rất là phát triển mình khuyên bạn cái cây á, mà nó đã có đang có Cơ, cơ, nếu mà có bông có trái mà nó thời gian nó không có đủ sức á, nó yếu á, thì bạn cho nó bứt bỏ hết đi đừng có để gì hết để cho cái cây thôi bạn cho nó xu, bạn thúc 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 giục cái cây nó phát triển mạnh trước cái gốc nó thân nó bự ra thì đến cái năm thứ ba đó thì mình thấy cảm giác cái cây mình này, này năm thứ ba rồi đó gần ba. năm thứ ba thì bắt đầu mình cũng năm hai, hai năm rưỡi rồi hơn hai năm rưỡi mình chưa cho có trái thì nó đậu được mấy trái bạn thấy không được có mấy trái thôi nó đậu được một hai trái tròn tròn ở trong thì mình để cho vui rồi cái này mình không có tạo phụ phấn nhân tạo để nó tự nhiên thì nó chừng hai ba trái trong này thôi nhưng mà nó trái mình để hao trái mình không có bứt luôn kệ để thôi nó không đẹp không có không ảnh hưởng gì cây hết nên mình đừng, đừng có thủ thắng nhân tạo trong thời gian cái cây bằng quá yếu nhưng bạn thì cái cây bạn không có đủ chất dinh dưỡng thì nó không có đủ cái sức của nó thì nó sẽ bị chết hoặc nó yếu đi cái năm sau nó không đủ sức nữa cái cây này là mình trồng hơn hơn hai rưỡi đó mà thấy mình thấy không mình chiếu từ cây mẹ ra thì nay nó rất là sung xê rất là sung xê nhân bạn do đó mình mình trồng trồng một cây đó mình đừng có đông nóng mình sẽ từ từ thôi từ từ mình để cho nó nó tươi xanh giống như này đó nó tươi xanh giống như mình đó thì mà đạt bằng đạt rất là tiêu chuẩn rất là tốt lá xanh nhiều cành lá nó xòe ra thì mình thôi bạn nhậm cây rất là mướt mát nha các bạn còn nếu bằng chiếc cái cây mà bạn muốn ăn trái liền á thì mình khuyên bạn đừng có đông nóng mình sẽ tạo cái thân cây cho tốt trước nha để lít cái cây món cầu mà nếu mà trồng hộp bằng trồng hộp á từ cái hộp ra thì từng 3 ba năm trở lên 3 đến bốn năm bạn mới có trái nha còn mình chiết thì cây đúng mình chiết ra thì sang năm sau nó có bông liền thôi nhưng mà cái bông đó mình không có đẹp thì cái nó căng cây nó còn yếu lắm mình không khuyên bạn chiết làm liền nha thì những cái trái cây mình đã làm đây nè nó cái trái này này đó đó cái trái này mình có hai trái ba trái thôi hai ba trái đại khái cái cây mình rất là rất là xanh thôi nhưng mà mình không có cho trái nhiều mình thể cái năm đầu tiên năm thứ hai rưỡi đó, thì nên cần năm thứ ba thì mình chưa cho trái mình bắt đầu mình qua năm thứ tư á thì bắt đầu mình cây này được bốn năm thì mình mới cho trái có thể sang năm sang năm mình mới tạo cho nó có trái nhiều nha mình rất là nhiều trái còn mình năm nay thì mình chỉ được hai ba trái cho vui thôi nhưng mình không có cho cây này cho trái liền thì cây này mình chiết được hơn hai năm rưỡi nha thì bạn nhớ khi mình chiết cây mình được những nhánh nào mà cho nó nó sầm xề như cây mình này nè mình chiết nè nhánh cây rất là sầm xề rất là, 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 nhiều nhánh nha bạn rất là nhiều nhánh thì bạn cảm giác bạn rất là thích nha còn cây mà chỉ một hai nhánh thì nó tệ quá một nhánh thẳng lên thì nó không có đẹp cái cây bạn ha mà khi mình chiếc một cây á mà nhiều nhánh á, thì ra cái cây nó rất là đẹp và cây rất là xâm chê nó rất tốt cho cái cây nhiều cây nhiều nhánh nó làm cho cái 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 phần dưới của khi nó phát triển lên á thì cái thân cây nó không bị khô nóng nha bạn nếu mà cây có một cây thẳng lên thì khi mà nắng nó chiếu vô ấy, là cái gốc cây nó rất là nóng nha bạn khi mình khuyên cái bí quyết mình khi mình là bí quyết mình trồng cây á chiếc cây á thì mình kiếm cái cây nào nhiều tạng là cái cây đó phần tốt nhiều nhánh nhiều tạng thì nhiều nhánh nhiều tạng nó xoài ra thì cái cây mình nhìn cái cây mình rất là ưa thích thứ nhất thứ hai là khi mà nó ra trái rất là đều rất là đẹp còn cây mà một cái nhánh đi thẳng lên nó có một cái đó, nó lên quá cao thứ nhất cao quá thứ hai là ánh sáng nó sẽ chiếu thẳng vô cái rễ của nó nó không có che đủ cái phần dưới của cái, cái gốc cây thân rễ cái gốc gió thì làm cho rất là rất là khô cái thân cây và cái đất nó rất là nóng cái cây rất là hại nên mình mình khuyên bạn những cây vậy nè nó che cái phần cây dưới cái phần rễ gốc dưới thì nó giữ cái độ ấm độ 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 nóng thì cái cây nó rất là phát triển rất là tốt nha bạn nó không ảnh hưởng cho mình gì hết nha bạn thì do đó mình mua cây mình cũng còn mình kiếm cái cây nào và vả và nhiều thân gốc bự đó là cái điều kiện mình khi mình build một cái cây mình mua về một cây mình trồng mà tới một cái gia đình mình khuyên bạn nha mình theo một kinh nghiệm tới nguyên gia đình đó nhiều cây nó ốm mà không nên lấy mà lấy cái gốc không cần nó cao cái cây gốc thật là to bự trạng nhiều đó nhiều trạng là bạn nên mua bất cứ một cây ổi cây măng cầu cây sông bê chê, thì và cái, cái 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 táo bất cứ cái gì bạn nhìn cái gốc nó nhiều ra cái thân cây nó bự ra vỡn vỡ ra thì cái thân khi mà nó ra về nhà bạn trồng nó rất là lấy phát triển rất là nhanh nha bạn rất là nhanh khi bạn nhớ đến cái mùa mùa hè hết cái mùa hè đã qua mùa đông tháng 11 thì bạn cũng khuyên bạn cũng phải thay đất cho nó hoặc là mình mình thiếu cái thời gian đó bắt đầu là cái mùa vô mùa mùa winter là mùa lạnh rồi nhiều người nghĩ là mùa lạnh mình không cần bao giờ mình thay đất cho nó cứ để đại đi mình khuyên bạn mùa lạnh mùa đợt là một tháng mấy tháng 11 tháng 12 tháng 1 mười tháng 12 cái mùa lạnh đó thì bạn cũng phải đào lên con đào đất lên bạn sới nếu mà mình làm theo cái quy của mình đó, thì bạn sới đất lên rồi bạn bỏ một cái phân nào cho nó tháng mùa lạnh rồi bạn không khe nữa thì bạn bỏ cái phân đó vô thì cái phân đó làm cho các cây bạn nó ấm cái này nó ấm bằng bộ phân 13 13 13 mình có những cái video trước bạn đó bạn mua để sẵn trong nhà rồi sau đó bạn bỏ lên cái đào lên mình sới lên mình mình muốn giữ đất cũ cũng được mình thay cũng được không sao theo. mình nguyễn mình thay phân cho mình nha mình nhớ mình thay cái phân đó mình để nó ấm cái thời gian nó rất là tốt khi cái phân cái mùa lạnh nó ấm đó. nó giữ cái rễ nó rất là tốt nó nó mặc dù trời lạnh đó, thì nó không có phát triển nhiều cái thân cây xin tạm dừng cái video bạn ơi cảm ơn bạn nha giờ bấm subscribe cho mình nha rồi ủng hộ cho chương trình mình thì mình sẽ làm nhiều video cho bạn lắm nha mình tên david trên cái number hai năm một sáu cảm ơn bạn bye bye bạn